Thì hiện tại cái máy bóp này được bảo hành là 12 tháng cho mình ha. Thì những cái máy mình mua máy bóp bên em đều là hàng chính hãng hết và có tem chống hàng giả như thế này cho mình hết nha. Chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn ha. Thì ngày hôm nay trong cái video này em sẽ giới thiệu cho các anh về những cái mẫu máy cắt sắt từ xài gia đình cho đến là xài thợ. Thì các hãng như là Detong nè, Giá Bình Giang ha, rồi có những cái thương hiệu cao cấp hơn một xíu như là Makita và Boss luôn, để mấy anh có thể là tham khảo đưa ra so sánh và lựa chọn một cái máy phù hợp với nhu cầu của mình ha. Thì đầu tiên ở trước mặt các anh đây á là một con máy đến từ hãng Detong ha. Thì mọi người nhìn cái màu sáp thì mọi người tưởng nó là một cái mã mới đúng không? Không, nhưng mà đây là một cái mã rất là phổ biến của Detong, mã CS2400 nha mấy anh. Thì cái mã CS2400 á, trước đây nó là màu xanh thì hiện tại nó ra thêm một cái phiên bản màu xám nữa. Về cái ngoại hình thì nó chỉ khác cái màu về thông số rồi và các kiểu á, thì hai màu xanh và xám nó sẽ tương tự nhau ha. Thì cái máy mà cắt sắt trực tiếp Detong 2400W, mã là DK-CS2400 á, thì hiện tại bên em đang bán giá là 1.290.000 cả hai màu xanh và màu xám luôn. Và cái giá này á, là giá niêm yết tại cửa hàng bên em nhưng mà anh chưa có tính cái phí vận chuyển ha. Thì nếu mà mấy anh mua online á, thì mình cộng thêm cái phí vận chuyển vào giúp em nha. Rồi chúng ta còn nhìn sơ về cái thông số của máy này ha. Thì đây nè mọi người, model là CS2400 ha. Thì con này sẽ sử dụng lưỡi đá 3 tấc 55 cho mình ha. Vòng tua thì sẽ là 3.900 vòng trên 1 phút. Công suất thì sẽ là 2.400W, sử dụng điện là 220V nha mấy anh. Con này thì nó rất là nhỏ gọn cho mình luôn, dùng để cắt sắt thép hình nè, thép ống với nhiều cái cỡ khác nhau tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Rồi nó có thể là sắt cắt những cái loại mà sắt mỏng nè, hoặc là cắt số lượng ít. Nói chung là con này rất là phù hợp xài cho gia đình hoặc là những anh di chuyển nhiều á, làm nhỏ nhỏ mình muốn một con máy chở đi hàng ngày thì có thể là lựa chọn CS2400 này nha. Cái vỏ máy này thì được chế tạo rồi những cái vật liệu cao cấp ha, thì có độ bền cao, ít bị oxy hóa cho mình chịu được nhiệt và chịu được lực ha trong cái quá trình mà mình sử dụng á. Thì cái máy cắt sắt này nó sẽ có tay cầm ở chỗ này nè mọi người, là dạng thiết kế dạng chống trượt cho mình ha, chống trơn trượt cho mình. Với lại là những cái đế chân nó sẽ có những cái bốn cái nút cao su như thế này để cho cái bàn, cái đế bàn mình nó chắc chắn hơn và cái trọng tâm khi mà mình di chuyển á nó không có bị rung lắc nhiều á mọi người. Cái máy CS2400 này thì nó có trọng lượng tầm khoảng là 11 kg nha mà. Rồi con này thì được bảo hành là chính hãng 6 tháng nha, màu xanh màu xám luôn, cả hai con đều khoảng 11 kg và bảo hành 6 tháng, giá là 1.290.000 nha. Tiếp theo nữa thì sẽ là một con máy của Detong luôn nha. Thì con này có cái mã là CS2950+ nha anh. Thì hiện tại con này Đồ Nghề Tự Chọn đang bán với giá là 2.340.000 giá tại cửa hàng ha, chưa có tính chi phí vận chuyển cho mình. Thì đối với cái con mà CS2950+ này á, 100% là motor lõi đồng cho mình luôn ha. Thì thường thường á, các anh mua máy thì rất là quan tâm là cái máy của mình á là lõi gì. Thường thường thì mấy anh sẽ thích lõi đồng hơn, bởi vì cái nó sẽ bền hơn so với một cái số loại khác ha. Rồi chúng ta nói sơ về thông số của con máy này nha. Thì con máy này đây có model của nó là CS2950+ nha. Lưỡi thì cũng là lưỡi 355, dạng lưỡi đá cho mình ha. Thì vòng tua của con này là 3.800 vòng trên 1 phút ha. Công suất là 2.950W. Thì mọi người có thể thấy là thiết kế tay cầm của nó cũng được bọc một cái lớp cao su như thế này cho mình, thì nó sẽ chống trơn trượt khi mà tay mình làm nhiều quá ra mồ hôi đồ á, thì ok ha. Ở đây nó có một cái nút nữa, thì mọi người có thể là khi mà nhấn công tắc nhấn vào nút này thì nó sẽ giữ luôn công tắc cho mình để mình dễ dàng thao tác ở ngoài hơn ha. Đây con này thì nó sẽ hơi nặng nha, con này nặng tầm 21 kg lận á. Thì ví dụ như mình, nhưng mà nó càng nặng mọi người, những cái máy nó càng nặng thì cái đế nó càng dày, thì mình cắt cái vật liệu của mình nó ít bị xê dịch, nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều nha. Con này thì sẽ phù hợp với các anh làm nghề hơn là sử dụng gia đình nha mấy anh. Bảo hành thì là 6 tháng nha. Vì những cái máy này á, thì bên em đều có hỗ trợ trả góp hết. Nếu mà mấy anh trong quá trình xem video mà thấy máy nó ok á, mình muốn tham khảo thêm cái trả góp bên em á, thì cái việc là liên hệ với số hotline để cho màn hình để em tư vấn kỹ hơn ha. Thì những cái máy này đều có cái một cặp trở than đi kèm cho mình ha, để mình dự phòng để mình thay thế á.
Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Thì nãy giờ có giới thiệu cho mọi người là hai con nó xài motor trực tiếp rồi phải không? Thì hiện tại đang giới thiệu cho mọi người con trước mặt mọi người đây thì nó sẽ sử dụng Yakugo ha. Thì cái con máy này có mã là CS2800CR nha. Hiện tại đang bán tại đồ nghề tự chọn với giá là 2.100.000, chưa có tính chi phí vận chuyển nha mấy anh. Đây, với phần dây cua go thì nó nằm ở phía này của mình ha. Thì đối với con máy mà CS2800CR này thì giá là 2.1 triệu đúng không ạ? Thì sử dụng điện áp là 220V cho mình. Đường kính cái đá cắt thì sẽ là 355 giống như những con máy nãy giờ giới thiệu là lưỡi đá ha. Rồi, con này thì tốc độ không tải của nó là 3.900 vòng trên 1 phút ha. Thì cũng cao hơn con 2.950 nãy em giới thiệu cho mình. Rồi, con này thì nặng tầm 19kg nha anh, 19kg nha. Ê, cũng 19kg thì cũng dễ dàng di chuyển cho mình ở xa rồi ha. Thì nó sẽ phù hợp đối với anh làm thợ hoặc là xây gia đình cũng rất là ok nha. Cho nên là nếu mà anh có nhu cầu á thì liên hệ bên em ha. Con này thì được bảo hành là 6 tháng nha anh, cũng giống như những con hồi nãy luôn. Tiếp theo đây sẽ là một con máy đến từ nhà Bosch nha. Thì hiện tại con máy nhà Bosch hôm nay em giới thiệu cho mình thì có cái mã là CGO14-24 nha mấy anh. Thì hiện tại con máy này đang được đơn hàng tự chọn bán với cái giá là 3.560.000, giá niêm yết tại cửa hàng, chưa có tính chi phí vận chuyển. Thì mọi người nhìn con máy này rất là chắc chắn ha, thì nó nặng thì tầm khoảng là 18kg nha. Sơ về cái thông số của máy á thì con này cũng sử dụng lưỡi đá 355 cho mình luôn. Rồi, với công suất là 2.400W cũng khá mạnh mẽ để cho mình thao tác những cái công việc là cắt sắt, cắt những cái ống sắt định hình hay là sắt tròn nó cũng khá dễ dàng ha. Thì con này cái vòng tua của nó là 3.800 vòng trên 1 phút nha anh. Thì đối với máy Bosch thì nó được thiết kế những cái tay cầm chống rung cho mình, tức là giảm rung, với lại là khi mình hoạt động nhiều tay mình nó sẽ bớt rung, nó làm giảm độ chính xác, thì con này nó sẽ hạn chế được tình trạng đó ha. Thứ hai nữa thì nói về chế độ bảo hành của máy Bosch mấy anh, thì hiện tại cái máy Bosch này được bảo hành là 12 tháng cho mình ha. Thì những cái máy mình mua máy Bosch bên em đều là hàng chính hãng hết và có tem chống hàng giả như thế này cho mình hết nha. Và khi mà mấy anh muốn chắc chắn là máy mình mua về cái hàng chính hãng không, đầu tiên thì cách một thì mình có thể là cào tem này nhẹ theo để mà mình kiểm tra. Hai á, thì nếu mà mua nhiều máy của Bosch á, thì mình có thể tải cái ứng dụng của Bosch về để mà mình kiểm tra những cái máy của mình mua ha. 3.560.000 một con máy với công suất là 2.400W, đó là mạnh mẽ cho mình hoạt động luôn. Đây, những cái bàn thiết kế của nó rất là nhìn rất là chắc chắn nha, nhưng mà cũng rất là gọn. Con này nhìn bề ngang của nó là vừa khớp vô luôn á, nó gọn, rất là gọn luôn. Mình có thể là di chuyển nhiều á, nó cũng không có vướng cho mình ha. Cuối cùng trong cái video ngày hôm nay thì sẽ là một con máy đến từ thương hiệu Makita ha. Thì những cái máy mà Makita tại đường người tự chọn đang kinh doanh 100% hàng chính hãng hết nha mấy anh. Thì con máy hôm nay em giới thiệu cho mấy anh á là M2400B, hiện tại đang bán với giá là 3.430.000, giá niêm yết tại cửa hàng, chưa có tính chi phí vận chuyển. Về cân nặng á thì con này sẽ nặng tầm 18kg, nó cũng sẽ sử dụng cái lưỡi đá là 355 cho mình luôn. Đây, nó sẽ tặng kèm lưỡi sẵn như thế này, một lưỡi cho mình ha. Rồi, con này với công suất sẽ là 2.000W nhưng mà cũng khá mạnh mẽ để cho mình thao tác các công việc ha. Ví dụ như em nói sơ đi, ví dụ như về kích thước cắt á, thì ví dụ như đối với cái ống hình chữ nhật thì con này có thể là cắt được là ống 115 x 130mm. Ống vuông á, thì nó sẽ cắt được là 119 x 119 ha. Rồi, còn đối với ống tam giác thì nó có thể cắt là 137 x 137 x 10mm. Còn nếu mà ở tại góc 45 độ á, thì con máy này có thể cắt được ống tròn là 127mm nha. Rất là đa dạng hình ống sắt cho mình cắt luôn. Sau khi mà xem cái clip em xong á, nếu các anh có nhu cầu quan tâm về những cái con máy em đang giới thiệu hoặc là những cái máy khác á, thì hoặc là chương trình trả góp này kia luôn á, thì mình có thể là liên hệ vào cái số em để trên màn hình nha. Mình gọi hoặc là các bạn Zalo đều được nhé anh. Rồi, hẹn gặp lại các anh ở những cái video sau nha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.